phiên bản 3.3 với chế độ chủ đề Tàn Tích Đại Dương đã chính thức ra mắt. Ngay hôm nay vào PUBG Mobile để trải nghiệm ngay loạt gameplay sinh tồn đỉnh nhất mùa hè này, đưa bạn vào chiến trường sinh tồn dưới biển có 102 với những phương tiện, tính năng hoàn toàn mới cùng đồ họa mãn nhãn với sự xuất hiện của những sinh vật biển khổng lồ đến từ đại dương rộng lớn. Còn chần chừ gì nữa, PUBG Mobile ngay tại App Store và Google Play.